vịnh hàng theo gian, ở giữa lòng quảng trường Venice, Ý luôn sừng sững một bến thuyền con do Letazio Zanielli chào đón những chiếc thuyền con đo làng ngày ngày ra khơi và trở về. Bức tranh được họa sĩ Duy Khánh sắp xếp xen kẽ ba chiếc thuyền gần xa tạo màng chính thành hình tháp và màng phụ là hình chữ nhật với xung quanh bao bọc bởi những dải tỏa tháp mang lại cảm giác cân xứng. Bằng sự sắp xếp tài tình, một bên là chiếc thuyền có nhịp điệu của người chèo thuyền, một bên là hai chiếc thuyền có các cây cọc thẳng đứng đối chiếu thẳng hàng với tòa tháp chung ST. Max làm tổng thể của tranh như có thêm chiều sâu. Mặt khác, sự phối màu của hai chiếc thuyền ở gần đậm hơn ở dưới góc tam giác tạo nên cho tác phẩm nét vững chãi, cân đối và hài hòa.